không hiểu làm sao với tự dưng cái khuỷu tay này của em này, ôi nó đau lắm ấy, ôi trời ơi nó đau, ôi là đau ấy, mỏi lắm ấy, đây này cái chỗ này này nó mỏi, ôi là mỏi ấy, ôi trời ơi đấy 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 đấy, nó lại càng mỏi hơn đấy, mà hình như là nó đang bị nóng ở trong người ấy, nóng quá cho nên là bây giờ nó mới toát hết cả ra ngoài, ai rồi đau quá. Này, thế sao hôm nọ thầy cắt cho em cái thuốc hạ nóng mà đến tận ngày hôm nay nó vẫn chưa mát à? Mát làm sao được mà mát, thầy biết thừa đấy. Ôi trời, cái chỗ này nó còn nóng không? Ôi trời, thầy buồn cười nhỉ, thế ai người ta nhìn thấy thì chết ạ. Mặc kệ người ta. Nhà này là nhà của thầy. Dạ bác ạ. Ôi trời ơi, nhưng mà thầy biết thừa rồi, cái bệnh của em ấy nó nặng lắm cơ, mà mãi nó chẳng bao giờ là nó khỏi được đâu thầy ạ. Ôi trời, đây nó lại cái bệnh nào đấy mà nó này mãi nó không khỏi được thế? Đấy, cái bệnh mà thầy biết thừa rồi còn gì nữa, thầy cứ hỏi đấy. Ôi trời, thầy ơi đừng làm thế. Làm cái gì, riêng cái bệnh đấy ấy, thì phải cần đến cái bờ môi của thầy. Thầy chạm vào một cái là chỗ đang đau là nó thành thoải mái, chỗ đang nóng nó trở thành nguội. Thầy ơi, không, thầy vừa mới chạm nhẹ vào một cái là tự dưng ôi trời này, đau hơn ấy. Đau quá. Thế để thầy xem nào. Ôi trời. Thế nào, đã thấy đỡ chưa? Đỡ mà. Sao nó lại mất dạy thế nhỉ? Nó lại rút mặt không để mất. Cầm tay bà thế kia. Thằng khốn nạn lại băm này. Ông ơi đừng đập nữa. Nhà mình còn gì đâu. Chụp cái ba tòn này, ông mang ra đập hết. Ui, ông cứ bình tĩnh đã xem nào. Bình tĩnh thế nào được? Bây giờ nó cầm tay vợ tao như thế, à nó hôn như thế, tao hỏi mày, nếu là mày có chịu được không? Thì bây giờ con nói thật với ông ấy, ông mà cả giận là mất khôn, dục tốc thì bất đạt. Con nào? Bà gì? Thế còn đau chỗ nào nữa để thầy dùng môi thầy chữa nào? Ôi trời ơi, thầy ơi thầy, em là em đau, đau hết tất tần tật cả người cô. Chỗ nào cũng đau. Thế à? Thế thì thầy sẽ dùng cái bờ môi này là để chữa toàn thân cho đằng ấy. Thật thế hả? Có thế chả nhẽ lại đùa. Mày rất là thông minh. Dạ. Ông nghe mày. Dạ. Vào. Mời em. Vào. Nào. Đỡ chứ. Thế bây giờ người ta đi về nhá. Khi nào mà người ta mà đau tiếp ý, thì đằng ấy lại đến chữa bệnh cho người ta bằng cái bờ môi nhá. Hãy để cho cái bờ môi này xoa dịu đi mọi cơn đau của đằng ấy. Nhà thầy ba đời chữa bệnh bằng cái bờ môi này mà lệ. Thôi, thế em cầm cái thang thuốc này về uống ấy. Nhớ là treo chỉ dẫn, bệnh gì cũng khỏi, nghe chưa? Rồi, nhớ rồi. Thế tôi đi về nhá thầy Lang nhá. Bà Lý lại nhà. Ê, dạ con chào cụ Lý ạ. Chào thầy Lang. Dạ con mời cụ Lý ngồi ạ. Dạ thế hôm nay là cái ngọn gió độc ác nào, cái ngọn gió lành nào dạ đã thổi cụ Lý sang đây ạ? Ta nghe tin là thầy Lang chữa bệnh rất giỏi. Dạ đúng ạ. Cứ như là kỳ đà bấu vào quả khế ấy. Dạ bẩm cụ Lý ạ. Hoa đà tái khế ạ. Đi ta cứ nói thế. Bà Lý khen thầy lắm. Bà Lý còn bảo thầy có một biệt tài mà chữa bệnh xưa nay hiếm. Tức là thầy chữa bệnh bằng môi. Thầy hôn vào đâu thì khâu ở đấy. Ê,
khỏi ở đấy á. À thế à? Ra thật ra là nó chỉ là một cái tài mọn nho nhỏ của con thôi cụ Lý ạ. À. Thế còn à thế hôm nay là cụ Lý sang đây là muốn thăm khám ở chỗ nào thì để con thăm khám cho cụ ạ. À, ta thì vẫn khỏe mạnh bình thường. Chỉ duy nhất là có cái thằng Đông làm công, nó lại có cái bệnh ở mông sát bên hông như cái bàn trông này, đưa mông ra cho thầy chữa. Dạ bẩm thầy, thú thật với thầy ấy, cái mụn này 7749 ngày nó vẫn cứ sừng sững nơi đây, đau lắm thầy ạ. À, đây thầy thăm khám nha con. Tôi đưa môi mà khám. Dạ không, cái ca này nó không khám được ạ. À. Này đừng có nói khoác nhé. À. Vừa nãy ta đứng ngoài cổng, ta thấy người cầm tay vợ ta, đấy, nâng lên hạ xuống. Ôi, không mà có đâu. Xong à? Này bảo là cầm tay một cái là khỏi. Ủa. Thế này khỏi ở đâu? Cái này ấy là lăng băm gì ạ? À? À. Cái này là lừa đảo. Đấy. Cái này phải kéo lên quan huyện như vậy. Ôi, không. Nó giống y như cái thằng mà gì đấy vỗ bành bạch vào tai con người ta xong rút như đấy. Mà chưa khỏi bệnh. À. Thằng này đúng thằng lừa đảo. Ôi, đưa lên quan huyện thôi. Không cần phải đưa quan huyện. Ta giao cho mày thử thằng này. Dạ, bao nhiêu rồi? Cho nó 100 hèo. Ôi dạ, ra bầm cụ Lý ạ. Cụ Lý tha cho con ạ, không phải thế đâu ạ. Cụ Lý tha cho con ạ. Năng chúa. Đấy rồi, cụ Lý tha cho con ạ. Lại chó cho thằng Tí rồi. Đúng rồi. Nó thả rông để nó cắn ngầm mầm thế nào. Mai tao cho nó gặp riêng là sao? Lần nào cụ đi qua đoạn này nó cũng cắn. À, rượu à? Nó ngon thật, hảo hạng đấy. Mà cụ uống chả biết kìm lại gì cả. Để cho say mềm hết người thế này. Mày ngu quá ngu con à. Rượu ấy nó ngon như thế là mình phải uống như này. Mà rượu thì nó cũng là gạo. Hôm nay cụ phải ăn tới 3-4 bát cơm, 5 bát cơm. À mà sướng nhất nữa là uống là rượu ngon, lại cô gái đẹp, nó ngồi nó hầu hạ mình. Ui trời, mày thấy không? Làm lý trưởng như tao có phải sướng không? Sướng quá. Ôi dồi ôi, họ thằng nào đấy, cái gì đấy? Nô. Chào cụ Lý. Nô. Dạ. Mày vừa bảo họ. Dạ. Thế hóa ra mày coi tao như trâu à? Hả? Ôi, cụ ơi, cụ tha tội cho con. Con đi cày suốt nên thành ra là con quên miệng. Dạ. Chuối. Dạ. Dạ. Cụ chay mà cụ vẫn nhìn thấy chuối đấy. Dạ. Cụ vừa uống rượu xong nó đang còn háo ở trong người. Ôi cho nó đưa cái nải chuối này cho cụ. Ờ, không được đâu cụ ơi, cái nải chuối này là vợ con bảo con đi mua và về là để cho cúng ông bà ông vải chứ không phải cúng cụ. À, không cụ không ăn được đâu. Dạ cụ là lý trưởng cái làng này, cụ thích cái gì là được cái đấy. Đúng dạ. Rồi mà có thích tao đuổi việc cho vợ mày nó bỏ mày không hả? Dạ nhưng mà cái này là cũng có bà không phải thật mà. Cái này là ok đưa okay, đây cái thằng Hồng này mày cụ Lý mà đã thích ấy thì mày rời có mà chạy nhá. Đúng. Này mày cũng muốn mất việc luôn không? Thôi đi về đây, đi ra đồng làm luôn đi. Thế con về chăm làm rồi đó. Vâng, không có tao cắt công của mày đấy. Mày cầm cái này cho tao. Mày bóc cho cụ ra. Ôi cụ lười quá. À? Hay là để con mớm chuối cho cụ ăn luôn. Thôi nhé. Thôi. Mớm chuối. Mày nói nó mất vệ sinh quá đi. Bóc chuối như vậy mà thấy chồng cụ ăn chuối nữa. Rượu xong có chuối ăn, trên đời ai bằng mình nữa, nhất trên đời. À.
thần với cái quả chuối này. Hôm nào mà bà nói nhiều ấy, vợ cụm hơn nhiều mà cứ để trước cửa cho ta. Đi ra cái con nỏ chuối nó nằm nó quạch. Còn vụ say thật đấy. Bây giờ đi về thôi. Vâng. Đi về nhanh không là cụ bà bảo con đi đón cụ từ bao giờ ấy mà giờ cụ con mình vẫn chưa về đến nhà. Ủa thế à? Vâng. Bà bảo con cụ nãy rồi. Vâng. Úi dồi ôi, cướp nhắc đến vợ cái là tỉnh táo ngay. Ừ. Mà ngửi người tao xem có mùi của mà không? Mùi lắm. À, mùi lắm à? Vâng. Hay là tao, tao lại về bên nhà cụ mẫu. Tao chơi một lát. Ôi dồi ôi, thôi, con xin cụ. Cụ với cô mẫu vừa quấn nhau như Sam ấy. Bây giờ cụ lại quay lại đấy. Mà nhỡ đâu chồng cô ấy về thì chết ý. Con đi về không? Khoan đã cụ ơi. Hả? Còn mùi cô mẫu ở người cụ mùi đậm lắm. Ừ nhỉ. Giờ làm cách nào nhỉ? Em biết rồi. Mày giơ cái tay mày lên. Giơ cao lên. Đây. Mày có cái bộ nách của mày phải nói rằng là hôi nhất trên thiên hạ. Thế này thì làm gì còn tí mùi nào, chỉ tí mùi thằng hầu bên cạnh thôi. Đâu khoan đã, cụ để con ngửi thử lại xem. Đúng không? Ui giời, vẫn còn mùi đậm lắm cụ ạ. À, mày nói thế nào tao ngửi toàn thứ mùi của mày, vì cái này của mày nó nặng mùi lắm, nó ám cho tao hết rồi. Nhưng mà con ngửi thì vẫn rõ mùi của màu lắm. Thế bây giờ làm thế nào? Cô ạ, riêng về mưu mẹo ấy, thì con có thừa, vì con có trí thông minh mà. Thằng này lại bốc phét gì, mới cho mày đi học được có một buổi bên nhà ông đồ đấy, bây giờ mày đã nói phét với lát rồi. Mày có cách nào? Con có kế này, cụ nghe xem được không? Kế gì? Giời, anh lại vòi tiền thế đây. Thôi được rồi, này, nếu như mà cái kế này mà hỏng, mày phải giả tao gấp đôi tiền được chưa? Cụ yên tâm, riêng về trí khôn thì con có thừa. Giời. Nhưng mà cụ ơi, cái gì nó cũng có cái giá của nó, cụ ạ. Lại vòi tiền. Được rồi, tao hứa tao sẽ giả tiền cho mày nếu như mày làm tốt. Cụ yên tâm. Cụ giỏi lắm, cụ cao tay lắm, dám ăn chuối của con à? Vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn, cụ nhá. Tết nhất đến nơi rồi, không biết lúi húi ở đâu mà giờ đấy còn chưa thấy vác mặt về. Về đây thì biết ngay mà. Ôi, về đến nhà rồi cũng không nhớ gì à? À, ừ. Say đi. Ê, con đã bảo cụ rồi, cụ uống ít thôi, cụ say mềm hết người thế này. Thế mấy là say xưa mà. Nào, để tôi đưa vào nhà. Ra. Mày là con nào? Này ông ấy. Mày lại dám đụng vào ngọc thể của Lý? Ông lại dám đùa tôi là con nào hả? Con già kia, con già 1, 2, 3, 4 màu khác nhau ở trên người kia, Lý dám đụng vào Lý, ngọc thể của Lý nhá, chỉ có ngụ vợ Hân mới được đụng vào thôi nhá, chứ mày chưa đủ tuổi để đụng vào người của Lý nhá. Bà hay quá ạ. Cụ say quá rồi bà. Thân say quá. Thế nhưng mà đấy, người say hay nói thật lòng lắm này. Thôi rồi, để tôi đưa ông vào nhà nhé. Nào, vào đây. Tôi đưa ông vào nhà. Đã rồi. Đây. Tôi đây, vợ ông đây, bà Hân đây. Hân à. Rồi, cứ vào đây, đây khẩu ông. Thank you.
Hầu. Dạ. Đi lấy nước nóng với lại khăn rửa mặt để bà lau người rửa mặt cho ông nhá. Ừ, cái gì con không nghe nhầm của bà bảo gì cơ ạ? Đi lấy nước nóng để bà rửa mặt lau người cho ông. Ừ, nhưng mà việc đấy là việc của con mà hôm nay bà lại tranh làm của con hả bà? Hôm nay ông say quá, chắc ông mệt. Thế cứ dạ. Để bà hầu ông cho nhé. Dạ vâng, thế để con đi lấy luôn ạ. Ừ. Bà cứ vào đợi con. Ừ, nhanh lên cho bà nhá. Bà ơi, bà để con ạ? À? Hôm nay để bà hầu ông từ chân đến tóc nhé. Bà hôm nay lạ thật đấy. Hôm nay ông say, ông thật lòng với bà thì bà cũng phải thật dạ với ông chứ. Dạ. Ở đời sướng nhất là ta có vợ xinh đẹp, có nhà rất to. Cụ Lý làm thơ ngang như cô vỏ em mà nhỉ. Im mồm. Xuống bếp nấu cho cụ bát cháo giải rượu nhanh lên. Dạ vâng ạ. Con đi ngay. Đi ngay. Ôi nào, ông nằm ngửa ra nào. Ngon. Cụ Lý ơi. Cụ Lý. Ấy cụ... Này Nô đến đây làm gì? Con đang nghỉ. Có việc thì mới phải đến đây chứ. Cho gặp cụ Lý lát. Cụ say rượu rồi. Hả? Đang ngủ ở trong nhà. Đi về đi. Về là về thế nào? Đang cần gặp cụ Lý gấp nhá. Ok. Hôm nay buồn cười nhỉ. Làm sao? Hai cái thân già lâu lắm rồi hôm nay mới chăm sóc đâu. Ông định đến đây để mà phá đám à? Ủa rồi, cụ Lý khỏe nhỉ. Thế bây giờ mà không được gặp cụ Lý thì gặp cụ bà. Bà Lý cũng được. Bà Lý ơi. Bà Lý. Đã bảo như thế gì đấy. Dạ chào bà. Có chuyện gì mà thằng mày âm ý lên thế? Dạ. Cụ thì đang uống say, đang mệt. Bà ơi, con có cái chuyện này mà bây giờ con không nói với cụ mà không nói với bà thì con sợ rằng là ngày mai ấy thì cả cái làng này người ta sẽ bêu diếu rằng là ông bà là ăn chặn. Này làm sao, có chuyện gì? Dạ thì nó là như này. Bà có biết cái chủ quán rượu là Lý Tún không? Thì lại ông ấy không biết chữ, thì ông ấy sang nhà con để nhờ con viết một cái giấy. Thì lúc mà con viết thì con mới biết à, hóa ra là cái giấy đòi nợ bà. Nợ gì? Ai nợ? Nợ ai? Lý nợ. Đây này. Mày. Giấy trắng mực đen đây này. Đây này. Lý Tún nó nhờ con viết đây này. Đây. Tiền rượu là cụ Lý nợ 5 hào. Rồi gọi em Màu đến để tiếp rượu là 2 hào. Khoan. Ừ? Gọi con nào? Màu. Đấy. Rồi không những thế là khi gọi đến là hứa rằng là sẽ bao cho Màu 3 hào, vị chi là 10 hào. Đấy. Đấy, bây giờ mà không trả thì chắc là cả làng đại tổng này là đồn ầm lên đấy đó bà. Đây này, sao nào? Bà xem đi. Nó mò sang đây làm gì thế? Ủ khú tí Lý lại còn gọi gái đến. Âu yếm lắm. Giỏi thật đấy. Còn hơn là giỏi. Lý ơi! Lý đâu rồi? Thôi. Bà giải quyết việc nhà bà đi, con về này. Này. Dạ. Mày đứng lại để mày làm chứng cho bà. Thôi, chứng gì cho được của nhà bà đất. Này, mày đứng lại đã để làm chứng cho bà nhá. Quay lại đây. Ông ra đây, Ra đây. Bà Lý đâu rồi? Ra đây. Ôi trời ơi, Màu ơi. Bỏ ra đấy nhá. Màu ơi. Anh em à, Màu. Này, nhìn đây. Giấy nợ của ai đây? Đã tí Lý uống rượu để còn gọi gái đến để còn hẹn cho tiền à? Thì ra là từ nãy đến giờ ông giả say. Để ông mánh con này. Này, dám tát tôi một tát à? Tát tôi một tát này. Láo quá. Thằng kia. Dạ. Đi lên cho tôi bà. Bà không cần đi đâu. Không cần rồi. Làm vua. Tôi xin bà. Này, bà ơi, tất cả là do các thằng hầu này nó bày biện ra mà. Đâu, con có biết cái gì đâu. Nếu vậy thì cả hai ông cháu mày nằm xuống. Thank you.
nhắn. Thằng nhắn đâu rồi? Dạ. Bảo đây bà Bảo. Vâng ạ. Bà cho gọi con ạ. Bà thấy khó chịu trong người quá. Dạ, bà bị bệnh gì ạ? Bà thấy buồn chồn, giọng giật lắc trong người đấy. Bà bị nóng ạ, để con quạt cho bà nhá. Không phải, bà khó chịu chỗ này, chỗ này nữa. Bà bị bệnh gì mà bà lại khó chịu ở khắp người là sao ạ? Không biết. Bây giờ làm nào hả bà? Thì bà không biết. Phải tìm cách chữa cho bà đi. Đang nửa đêm mà bà bị bệnh, cũng lý lại đi đâu không biết. À bà ơi, để con sang nhà thầy Lang. Con mời thầy Lang sang chữa cho bà nhá. Anh kìa. Con xin bà ơi. Con xin bà. Ông kìa. Này Nhắng ơi, bà khó chịu ở đây cơ mà. Thằng này ngu thế chứ. Phải đã nói như thế chứ mà cậu không hiểu. Và cái lão Lý này nữa, mấy ngày hôm nay cứ tổ tôm tổ tiếc ở đâu thôi. Một con tôm ngon thế này, ngọt nước thế này mà không bắt đi để phí ra bao giờ không cơ chứ. Trời ơi. Thầy Lang ơi! Thầy Lang ơi! Thầy Lang ơi! Cái gì thế? Này! Có chuyện gì mà đêm hôm mày làm toáng nhà ông như thế ạ? Thầy sang thầy giúp bà con với ạ! Thầy cứu bà con với ạ! Bà mày làm sao? Dạ, chả hiểu làm sao nửa đêm nửa hôm bà con cứ giựt lên, cứ ngực. Thầy mà cụ Lý lại không có nhà. Thầy cứu bà con. Thôi được rồi, cứ bình tĩnh xem nào. Mà sao cụ Lý nửa đêm nửa hôm này không ở nhà? Chắc lại đi tòn tem với con nào chứ gì. Cụ tòn tem với ai cũng được. Nhưng mà cứu người như cứu hả? Chăm sự nhờ thầy. Thầy ra thầy cứu. Thôi được rồi, cứ từ từ. Để tao vào tao lấy cái chát thuốc đã. Dạ. Vâng ạ. Chào bà Lý. Tôi thầy Lang có lời chào bà Lý. Thế bà Lý bị làm sao? Tôi chả biết làm sao ấy. Từ ngày ông nhà tôi không có ở nhà, lúc nào người cũng phải bồn chồn, khó chịu ấy. Thế là ông Lý đi vắng nhiều nên bà thấy khó chịu trong người đúng không? Bà đưa cái tay đây để tôi khám bệnh cho nào. Thầy khám đi. Ôi giời ơi, sao bà lại có cái làn da nó lại trắng thế cơ chứ gì? Chết rồi, bệnh của bà là nặng lắm rồi. Để tôi xem lại nào. Ôi giời ơi, sao da nó lại trắng thế này thế này. Thôi được rồi, tôi biết bệnh của bà rồi. Chúng mày đâu? Ra vào đây tao bảo, nhanh lên. Rồi, thảo cho gọi con ạ. Bà Lý là bị bệnh nặng lắm rồi. Nặng lắm rồi. Đấy, do âm dương nó không cân bằng. Đấy, khí huyết nó không được lưu thông. Nên bà mày bị nóng trong. Bệnh trầm trọng lắm. Cái gì? Thầy chữa cho bà con. Được rồi. Bây giờ như thế này nhá. Chúng mày ra ngoài vườn, kiếm cho thầy ít rau má, rửa sạch, sau đó giã ra, lọc lấy nước, mang vào đây để ta làm thang thuốc chữa bệnh cho bà Lý. Dạ. Nhớ chưa? Nhanh lên. Mà này, mày đi ra, mày lấy lâu tí nhá, rửa nó sạch một tí nhá, rồi làm mang vào đây để ông chữa dịu cơn mát cho bà Lý. đâu bà Lý, bỏ lại cái tay tôi khám ạ. Đẩy nó nóng thế này cơ mà. Mà quái lạ sao cái nước da của bà Lý nó lại trắng thế này nhỉ, mà sao lại nóng ở trong người trắng thế này cơ mà. Trời ơi, cũng nóng thế này. Thầy Lang xem thế nào. Được. Dứt điểm xong rồi công sai.
Tôi tính hát, tính đồ. Công xá quan trọng gì? Quan trọng là bà Lý đi khỏi bệnh là được. Ê, công xá quan trọng gì? Bà lại đưa cái tay lên tôi xem nào. Đấy, khổ thế, nó nóng thế này cơ mà. Đấy, lên thì nó mát hơn bao nhiêu. Để tôi xem nào. Ui dồi, thế chỗ này mát quá. Da bà thơm quá. Bà là sao vậy ạ? Mày làm cái gì thế? Tiên sư cha mày, tao đang khám bệnh cho bà mà mày lao vào ầm 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 thế là thế nào hả? Bà bị làm sao ạ? Làm sao mày cứ sồn sồn lên, bà đã chết đâu. Bà mà chết thì cụ Lý với cả con biết ở với ai ạ? Thôi, bà mà chết làm sao được. Cứ yên tâm, đã có tao ở đây rồi, có thầy lang ở đây rồi, còn lo cái gì nữa. Thầy lang ạ? Sao thầy bảo là thầy đi điều chế thuốc để đợi cái thằng Nhặng nó mang rau má về để thầy sắc thuốc cho bà cơ mà. Thì sao thầy còn ở đây ạ? Trong lúc nó lấy đi rau má thì tao ngồi đây tao trông bà mày. Thầy ơi, không cần nữa đâu thầy ạ. Bây giờ ấy có con ở đây rồi, thầy làm gì thầy cứ đi làm đi. Mọi việc ở đây cứ để con trông lại. Thôi được rồi, thế bếp nhà mày ở đâu? Ô, cái bếp mà thầy không biết ở đâu ạ? Thế thì thầy đi theo con, thầy đi theo con nhanh. Bà ơi, bà đưa con một tí thôi, để con đưa thầy lang dưới bếp, xong con quay lại ngay ạ. Thôi được rồi, bà Lý chờ tôi một tí, tôi chưa quay lại ngay. Thầy, nhanh nhanh, tôi mệt lắm, tôi không chờ được lâu đâu. Được rồi. Cái thằng phá hoại này nữa. Sư hai cái thằng người ở, nó không đi ngủ đi, nó lại cứ cản mũi mình. Sư thì chúng nó chứ đi, cơ hội ngàn năm có một, bực thế không biết lên. Tranh thủ lúc chúng nó đang lấy rau má, mình vào xem bà Lý thế nào. Bà Lý ơi, thầy Lan này. Cái gì thế? Nửa đêm nửa hôm thầy làm gì mà rình mò trước phòng bà Lý thế ạ? Rình mò cái gì mà rình mò? Mày làm ông giật hết cả mình. Chả là tao đang đi tìm cái dế để được cái nổi sắc thuốc. Thầy tìm được chưa? Con lấy cho thầy nhá. Thôi, tao tìm được rồi. Mà tao bảo mày đi làm lấy cái mớ rau má cơ mà. Thôi, đi làm nhanh lên. Làm nhiều vào, làm lâu vào nhá. Vâng. Nhanh cái chân lên. Tiên sư nhà nó chứ. Cứ bị hai cái thằng người ở nữa nó cản mũi. Giời ơi, cơ hội nghìn năm có một. Bà Lý thì đang ngực như thế, có điên không nữa chứ. Bà Lý bị chốt cửa trong. Bà chốt cửa trong là có ý đây. Úi dồi. Bây giờ ông tìm cách trèo lên mái nhà. Ông dỡ mái ông chui vào trong. Ôi dồi ôi, lũ người ở ngu dốt làm sao chúng mày biết ông đang hú hiếm à trong phòng. Chúng mày còn lâu mới biết được nhé. Ông vào lối này thì cũng mà rời biết. Thầy ơi, đang đêm nửa hôm nửa đêm mà thầy lại lên nóc nhà thầy bắt con gà. Thầy bắt được mấy con rồi ạ? Gà cái thằng cha nhà chúng mày. Làm gì mà chúng mày cứ rình mò ông thế à? Tao trèo lên đây làm gì chúng mày có biết không mà chúng mày cứ làm ông giật hết cả mình. Thế ông làm gì? Tao trèo lên đây để tao lên trời cao, tao hứng những ngôi sao rơi xuống, tao mang về tao làm thuốc, tao sắc cho bà Lý nhà mày, hiểu chưa? Thầy ơi, thế thì thầy phải trèo cao nữa lên, vì sao tít trên trời cơ mà. Trèo lên đầu nhà chúng mày,
lên đây còn lên thế nào được nữa. Tao cứ ngồi đây, tao hứng những ngôi sao, khi nào nó rụng xuống thì tao mang về tao chắc thuốc cho bà Lý, hiểu chưa hai thằng ngu? À, thế bây giờ như này nhá thầy nhá. À, thầy cứ ở trên đấy, thầy hứng sao? Còn bây giờ ấy, bọn con mang ghế vào. Bao giờ ấy, thầy hứng được rồi thì bọn con lại mang ghế này ra để cho thầy xuống. Còn nếu mà thầy không hứng được sao ấy thì ngay sáng mai nhá, khi mà cụ Lý về, cụ Lý sẽ kê bàn bắt ghế cho thầy xuống. Này, hai thằng mày làm cái trò gì đấy? Chúng mày bị điên à? Ui trời ơi, chúng mày bê ghế như thế thì tao xuống thế nào được? Ôi trời ơi là dày, ngồi trên này thì bao giờ mới hứng được sao? Trời ơi, hai thằng mắt dại. Cụ nhanh thật, vừa mới loanh quanh mà cụ đã thó cái nệm rượu của con mang đi rồi. Con này, tiền rượu tháng trước cụ chưa trả đâu đấy. Thì nhớ biết rồi, khác trả, xe trả. Úi trời, cụ đừng cậy, cụ là bố vợ của Lý trưởng mà cụ uống rượu không phải trả tiền nhá. Thì đúng rồi còn gì, con rể ta đã đầy tiền, nó chỉ cần hô một cái là túi nó đầy tiền cho ta uống rượu thoải mái. Rồi, con nói với cụ này, con là bố vợ của ai ấy, thì uống rượu của cái thằng này ấy, thì cũng phải trả tiền nhá. Còn nếu mà không trả tiền thì con kiện lên quan trên ấy, thì đấy, cái mặt ra. Nha. Thế mày cứ về. Mà thôi, cụ không có tiền uống rượu thì đừng có uống rượu con nhá. Mày giỏi mày, đây mày kiện quan đi. Ông thác mày kiện đi. Mày có mấy cái đồng rượu mà cứ đòi ôi ôi. Anh Lý, anh Lý đâu? Anh Lý. Dạ. Hay thế nào? Cha mới uống có mấy chén ở quán bà Tam thôi. Làm gì sai? Anh Lý đâu? Hả? Chồng nhà con sáng nay vẫn ở ngoài đình lo việc. Mà cha có chuyện gì mà có vẻ bức xúc thế? Cái dâu thì vảnh hết lên rồi, cha không hài lòng với chuyện gì? Ta không hài lòng thì ta mới phải đích thân sang đây để tìm cái anh Lý này. Hả? Thế có chuyện gì? Cái anh Lý này rất là tệ. Nghe chưa? Phải gọi anh ấy về đây. Nghe đâu người ta nói là đợt tới anh Lý ra tranh xuất quan huyện có phải không? Cha, có chuyện đấy thật luôn á? Thì phải có chuyện ta mới đích thân sang đây. Sao nhà con không nói gì với con nhỉ? Làm vợ mà không biết chồng mình như thế nào thì vứt nhá. Phải gọi nó về đây để ta dạy cho nó cách làm quan thế nào cho cha, nó đúng. Cha, nhà con về đấy thôi kìa. Nó đâu? Dạ, chào cha. Ôi dồi ôi, hôm nay dở dời sao mà cha vợ lại sang thăm con rể thế này ạ? Mình ngồi đây. Cầm đấy cho tôi. Anh đứng đây. Dạ. Anh cấm được ngồi. Sao anh canh bằng vai phải lứa với tôi mà anh muốn ngồi. Dạ, có chuyện gì thế ạ? Này, tôi hỏi ông này, có phải ông đang định tranh chức quan huyện được tới đúng không? À, này, sao chuyện trong nhà chưa tỏ mà ngoài ngõ đã thông? Ai nói với bà biết? Thế là đúng đúng không? Cha đến đây vì chuyện đấy đấy, ông có biết? Sao chuyện kín như thế mà cũng biết được nhỉ? Anh Lý! Dạ... Anh phải nên nhớ rằng tôi đã từng làm lính xa nhà. Dạ. Cho nên con muối bay qua, con gà bay tới. Dạ. Tôi biết con nào được, con nào cạn. Dạ. Anh tin cho nên không có gì là không qua được mắt tôi đâu. Dạ, đúng là không có gì có thể qua mắt được cha vợ. Dạ, thực ra thì là chuyện này mới chỉ là ý định của con thôi ạ. Anh nên nhớ là ở làng
anh làm đã rất tốt rồi. Nhưng lên huyện ấy nó còn nhiều vấn đề phức tạp lắm. Dạ thưa cha, cha không phải lo nhiều quá thế đâu ạ. Ở làng thì với ở trên tổng, trên huyện thì nó có khác gì nhau đâu. Ở trên huyện nó chỉ là nó rộng hơn, nó lớn hơn thôi. Còn nghĩ rồi, cứ có cây này rúi vào là bọn lính nó làm cho mình hết, không phải lo gì ạ. Anh còn ngây thơ lắm. Anh thử đi đi tôi xem nào. Dạ, thế xin phép cha ạ. Anh đi đâu đấy? Anh đi đâu đấy? Dạ, tưởng cha bảo là đi thì con đi vào trong nhà. Anh còn dốt lắm. Làm quan là người ta bảo một, mình phải hiểu 10, nghe rõ chưa? Ý cha là anh đi một vòng xem cái phong thái của anh có ra dáng làm quan không? Đúng. Anh ngây thơ lắm. Đúng rồi. Dạ. Nếu con đi thử xem cha xem thấy được chưa nhá. Đi đi. Dạ được chưa? Không được, không ổn. Thế phải đi thế nào ạ? Anh đi như thế thì cả đời anh chỉ loanh quanh ở trong cái làng này thôi. Này, ươn cái bụng ra, đi lại xem nào. Ươn cái bụng ra thế này. Đi dạ. Thử lại xem nào. Con vợ thằng Lý. Dạ. Mày nhìn thằng chồng mày xem có khác nào cái con nó có chữa không? Không được, không thế được. Thế phải đi thế nào ạ? Mày nhìn cha đi một lần mà học đây. Dạ. Đi như thế này thì cũng chỉ là anh Lý ở trong cái làng này thôi. Dạ. Nhìn đây. Ý giời ơi. Đấy. Ý giời. Anh phải đi giống cha như thế này. Đấy. Đấy. Cha đi đẹp quá. Đáng nhẽ cha phải làm quan mới đúng. Anh không phải khen. Khen ta là chỉ có thừa thôi. Dạ. Đấy, làm quan ấy, cái chuyện đi đứng dạ. Nó đã quan trọng rồi. Dạ. Nhưng cái việc đối xử, ứng xử nó còn quan trọng hơn. Dạ. Đấy. Nếu anh dạ. xử lý các cái việc nó không khéo thì suốt đời anh cũng chỉ là anh Lý quanh quẩn ở cái làng này thôi. Dạ. Đấy. Làm quan là không phải chuyện đùa đâu, có ngày mất kế bay đầu như chơi. Dạ, con biết rồi ạ. Biết rồi, biết như thế nào? Dạ, con biết là bay ghế mất đầu như chơi. Ngu dạ. lắm, vẫn chưa hiểu một cái gì cả. Thế bây giờ? Bây giờ thế này, tôi ví dụ, tôi là quan huyện. Dạ. Tôi xử cái việc anh đánh vợ anh. Dạ, đấy. Nhưng mà tại sao con lại phải đánh vợ con? Đánh vợ con là thế nào ạ? Thế là càng ngu. Nha. Nghe đây. Dạ. Anh đánh vợ anh quá nhiều. Bây giờ tôi xử xem anh nhìn vào đấy để anh học tập cái cách xử của tôi nó như thế nào. Dạ. Đấy. Dạ thế bây giờ bắt đầu được chưa ạ? Bắt đầu đây. Nào. Thưa đi. Dạ bẩm quan ạ. Quan phải đòi lại công bằng cho con ạ. Thằng chồng con suốt ngày nó đánh con quan ạ. Dạ bẩm quan ạ. Không phải vậy đâu ạ. Con vừa động vào người nó một cái, nó quay ra nó kêu toáng làng toáng nước lên. Xong nó quay ra nó đá, nó đấm, nó đánh con còn đau hơn ý ạ. Dạ. Đâu. Dạ nó đánh vào đâu? Đánh vào đây ạ. Dạ. Xem nào. Bẩm quan. Dạ con đây có chút lòng thành. Con biếu quan 5 đồng. 5 đồng. 5 đồng hả? Quan xử thắng cho con nhé. 5 đồng đúng không? Vâng. Ta không chơi với tiền giả. Ta phải có tiền thật ta mới xử. Tức là phải đưa luôn tiền thật hả cha? Chứ còn gì nữa, tiền tươi thóc thật. Đây, thế tí cha giả lại con đấy nhá. Đã biết rồi. 5 đồng. Dạ thưa quan, con xin biếu quan 5 đồng. 5 đồng. 5 đồng. Tiền thật. Đấy. Quan nhớ xử cho con thắng nhá. Hai người nghe ta xử đây. Dạ. Anh kia. Dạ.
tội của anh đánh vợ. Dạ. Ta thử. Dạ. 50 roi. À, sao lại 50 roi? Ôi quan ơi, quan ơi. Ừ, con vừa đưa cho quan 5 đồng. Bây giờ quan phải xử cho con thắng chứ sao lại xử con bị 50 roi là thế nào à? Ngươi vẫn chưa hiểu câu chuyện. Dù ngươi có đưa cho ta cái gì đấy, nhưng đường đường nó vẫn là con gái ta. À, đúng không? Người dốt lắm. Dạ. Làm quan ý thì phải hiểu này. Do chiều nào mình theo chiều đấy. Dạ. Đấy chứ mình không thể máy móc được, đúng dạ, không? Dạ, dạ, phải dạ. Hiểu được cách như thế thì mới làm quan được. Dạ. Chứ không là cứ loanh quanh ở cái làng này chán lắm. Có nghe chưa? Là cứ thế nào có lợi thì đúng mình làm. Đúng thì là mình dạ, làm. Rồi. Thôi, tôi về. Đây ấy ấy khoan đã. Cái gì? Ê, cha. Con cho con xin lại 5 đồng con vừa đưa cho cha ấy ạ. À? 5 đồng nào? Dạ 5 đồng. Ngươi đưa cho ta bao giờ? Dạ hả? Điều được vừa thôi. Tiền về con đưa về. Làm quan là phải hiểu được cái chuyện nó như thế nào, đúng không? Gió chiều nào mình kéo chiều đấy. Dạ. Ta về đây. Có thiệt uống được không? Thế là thế nào mình ơi? Cha. Cụ chờ con với. Sao mày chậm chạp thế? Nhanh cái chân lên. Cao là tao thấy mày mau mồm mau miệng hoạt bát, cho nên là tao mới bảo mày đi. Biết thế này để quách mày ở nhà mày hơn không? Ôi trời, con nói cụ bảo con đi hỏi vợ cho cụ. Thôi đây, thế cụ nhìn đi. Mỗi cụ thì vác một cái xác không, còn con thì bao nhiêu sính lễ đồ đạc như này. Không những thế nhá, nhìn này, còn treo luôn cả đôi guốc ở cổ nữa. Nó con cũng không hiểu nổi tại sao cụ không đi guốc mà lại đi chân đất thế này. Ngu. Dạ. Ngu lắm con ạ. Đi guốc ấy, mình cứ đeo ở cổ đi. Đến cổng nhà người ta, mình mới bỏ xuống, mình cho vào chân mình đi. Thì guốc lúc nào nó cũng như mới. Có khi mấy năm nữa tao không phải sắm guốc mày à. Cứ đi đi. Mày mau mồm mau miệng, tao mới cho mày đi. Bằng không ấy, tao cho quách cho thằng hầu đi phải hơn không? Ôi trời, sao thế cụ? Ôi sao cái đường dưới kia nó cứng mà sao cái đoạn đường này đất nó lại êm thế hả mày? Ôi trời ơi, cụ ơi, cụ dẫm về cái đào thải của con trâu rồi. Ôi trời ơi, cái nói thẳng ra là dẫm về con trâu chứ gì. Ôi trời ơi, mày còn cười cái gì? Đưa cụ đi rửa chân, xuống lên. Con nói thật với cụ nhá, con phục vụ cụ ấy còn khổ hơn cả phục vụ con trâu ấy. Ủa thế mày nói thế, hóa ra tao là trâu à? Trời ơi, lên đi cụ. Xong chưa cụ ơi? Xong rồi. Này, xong rồi. Đây, cụ đi guốc vào cho con. Này, dạ. Mày cất trước này đi. Sao lại cất à? Bên này tao vừa dẫm phải rồi. Thế con lạy cụ, con hạ cụ. Hả? Thế bây giờ tí nữa cụ lại dẫm tiếp vào rồi thì khổ ai, khổ con như khổ ai. Mày thì mong tao dẫm tiếp thế nào? Rồi, cụ đi vào cho con nhờ. Rồi. Trời ơi, rửa sạch thế gì còn. Rồi. Thôi đi. À này. Dạ. Mày nhớ nhá. Vâng. Sang cái đám đấy ấy. Dạ. Mày phải nhớ, mày phải tâng bốc cụ lên. À. Đến tận mây xanh. À, rồi. Và kiểu đám cưới đúng không? Đúng rồi. À, đây, cụ nghe con nói nhá. Kính thưa quan viên hai họ, kính thưa cái lọ đục bình, kính thưa bảy ế linh tinh, kính thưa các loại kính. À, được. Kính dâm thì đeo trời nắng, kính trắng thì đeo trời mưa, kính vừa vừa thì đeo khi đi ngủ. Kính thưa các loại tủ, tủ đứng thì để đầu giường, tủ thường thì kê trên bếp, tủ xếp thì để ngoài sân, kính thưa các loại phân. Ôi trời, sao lại đưa phân vào đây? Thôi mày kính cái đoạn trước là được. À, rồi. Nó dài dòng văn tự nhỉ. Cắt bớt đi. À, rồi, cắt. Kính hơi nhiều. Rồi. Nhưng đặc biệt đừng có đưa phân tiếp vào đấy. Rồi, cứ bỏ cái phần đấy đi. Rồi. Tức là bây giờ là ngoài cái phần kính ra là con còn phải tâng bốc, phải khen cụ nhiều hơn nữa, đúng không? Rồi. Dạ. Mà phải nói làm sao ấy. Dạ. Ở bên nhà gái ấy,
họ phải tin cụ, họ thương cụ, họ yêu cụ chứ. À được rồi, để con nói cho cụ nghe thử nhá. Kính thưa bà con, kính thưa tất cả mọi người. Như chúng ta đã biết, cụ Lý sinh ra và lớn lên ở đâu? Ở đâu? Ở đâu? Ở đây chứ ở đâu? Ở đấy hay, hay là... Hay lắm, thế là dưới vỗ tay. Vâng, vỗ tay em ầm luôn. Cụ Lý là một người sống rất tâm tình, sống rất hết mình với chị em. Với chị em là nào? Cái đấy mày đừng có đưa ra. Bởi rồi, lại mày phải giấu đi cho cụ. Lại con sửa nhá. Cụ Lý là một người sống rất có tâm, có tầm, có tình, và hay ăn chặn tiền của dân. Con dậy này. Cụ ơi, mày nói thế. Cụ ơi, con thề với cụ ơi, con biết như nào, con nói thế đấy chứ cũng không có bịa ra đâu. Có những cái mày biết nè, nhưng mà cấm tiệt mày không được nói. À dạ dạ dạ. Thì... mày tháo ra cho người ta biết hết thì tao chu xuống đất à? Rồi. Thế bây giờ là con các cái loại kính thừa thì tí nữa thì con sẽ nghĩ sau. Thế bây giờ con muốn hỏi cụ hai câu. Thứ nhất là cụ đã có vợ rồi. Không những thế, cụ rất hay tòm tem với cả những cái người mà con gái ở trong làng mà đặc biệt là có chồng rồi. Xong gu của cụ mặn đấy. Ôi cái thằng này. Mỗi người mỗi gu. À, cái gu của cụ là thế đấy. À thế ạ. Cụ cứ thích là miếng ngon đánh cả cụ. Nhưng mà con thấy là cô Thắm nhá, cô đã có ý trung nhân rồi. Thế sao mà cụ vẫn muốn là đập chủ để cướp hoa là như nào? Bây giờ cụ già như này lấy sức đâu mà xoắn mà quẩy cô Thắm nữa? Thằng này, cái việc xoắn quẩy không phải việc của tao. À. Không phải việc của mày đâu. Ừ, nhỉ. Tao xoắn thì không tao biết chứ. Ừ, vâng. Thế này, này, dạ. Này, tao nói cho mày biết nhá. À. Những cái việc này là sang đấy, mày phải giữ bí mật. Việc tối không được nói ra. À, mày vạch áo cho người xâm đưng thế mày giết cụ à? Rồi, cái này là... đúng không? Rồi, thế nhưng mày và con lại muốn nói với cụ một cái điều này. Chuyện này bà Lý chưa biết, đúng không? Mới về nhỡ đâu bà Lý mà biết thì bà Lý bà xé xác cụ, bà chôn sống con thì sao? Biết thế nào được? Mà mày biết đấy, mày thấy đấy. Cái con Thắm ấy, trời ơi, nó xinh nhất làng ấy. Rồi, đứa nào chẳng mê, đúng không? Mày có mê không? Đúng rồi, nhớ mày. Sang đấy mà mày nhìn thấy mặt cô Thắm, mặt mày đần thối ra ngay. Ôi, tôi con không chỉ... nói lằng nhằng. Dạ. Mày chỉ có việc B. Dạ. Chưa? Dạ. Mới sang đến đấy. Dạ. Tâng bốc cụ lên. Đi, nhanh lên. Dạ. Khó nhỉ. Anh Hồng ý trung nhân của cô Thắm nhờ mình để cản cụ Lý. Nhưng mà bây giờ cụ đi thế này thì cản làm sao được. Nhanh lên đồ ơi. À, dạ. Chờ con với cụ ơi. Để cho cái người con. À, thôi. Bố phải để con chứ lệ. Con muốn làm con rể thì ít nhất thì cũng phải phục vụ bố một tí. Để con rót nước. Thắm ơi, ra thầy bảo. Dạ thầy gọi con. Con chuẩn bị cơm nước để thầy mời cụ Lý nhé. Dạ vâng ạ. Ấy đấy à, dạ thưa cụ, con gái của tôi nó còn trẻ người non dạ. Khi mà cụ lấy về làm vợ thì nhờ cụ dạy dỗ cháu ạ. Mày yên tâm đi. Con của mày nó trẻ thế thì về tao sẽ dạy dỗ đâu ở đấy chứ có cái gì đâu mà. Dạ. Cụ ơi. À tốt. Sao lại là mày? À bố cứ yên tâm bố nha. Dạ. Con bố trẻ nhưng mà về tay con sẽ dạy dỗ chu đáo hết. Bố cứ yên tâm nhá. Riêng cái chuyện cơm nước ấy thì khỏi phải lo. Ngay từ nhỏ thì tôi đã khuyến khích các con ấy là phải thân phải tự lập, tự lo, không cậy nhờ vào người khác. Đúng rồi, cứ phải tự lập chứ cậy nhờ người khác là không được. Cho nên cụ cứ yên tâm ạ. Cụ xây nước đi ạ. Ôi. Mày pha trà đấy à? Đâu, có phải nhà con đâu mà con pha. Sao trà mày pha sao kém thế, uống chán lắm. Lại mày rồi.
Dạ không sao. Con lại xin lỗi bố. Trả bố pha. Không bằng thằng Hầu nhà con. Ông ạ, cụ Lý nhà con ấy là người có ăn có học. Cho nên cái lúc mà cụ con thẩm trà ấy, là cái nước mà để nấu ra trà ấy là phải từ những cái hạt xương từ sớm ban mai. Đấy, mà dùng những cái hạt xương đấy để nấu trà. Và cái loại trà là cái loại mua là tính ra là cũng phải đến 10 hào một cân đấy. 10 hào một cân? Vâng. Đúng nhiều thế. Vâng. Bằng đúng công cái thắm của tôi nó làm một năm mà bằng cái số tiền mà tôi nợ thì cũng lý. Thôi, mày không phải lo đi, cần thiết tao cho mày vay thêm. Cần thiết con cho bố vay thêm. Ông cứ yên tâm, nói chung là bây giờ nếu mà cụ mà tha được con gái ông về thì không lo cái gì đâu, không thiếu một cái gì cả. Mà ông ơi, con gái ông trẻ như thế mà cụ già như thế này thì có khác nào cụ Lý con là trâu già thích gặm cỏ non không nhỉ? Mày bon cái mồm mày hơi xa kìa. Bố ơi, chỗ này để cho thắm may váy nhé. Bố cất cẩn thận cho con đấy. Con nói thật với bố là con rình mãi con mới lấy được cái chỗ vải đẹp này đấy. Mày biết là lấy qua không? Bố cất riêng cho con đấy nhé. Xin được đội ơn cụ Lý ấy. À quên, lại đội ơn rồi. Bố có nói là tao cảm ơn mày để cho nó rất dã. Bố cảm ơn mày. Các bạn gần gũi không nhá? Ông cứ yên tâm nhá. Một khi cụ con đã tha được con gái ông về chuồng rồi thì không thiếu một cái gì cả. Ôi, cái quý hóa quá. Ý con muốn nói là như thế này. Cụ Lý nhà con ấy là một cái người rất là thông minh, làm lụng rất là giỏi. Cho nên ấy là đất đai nhà cụ là nhiều lắm. Trải dài đến tận chân trời cơ mà. Bò nó bay mỏi cánh, khi nào nó rũ nó chết thì mới hết đất. Nhiều quá. Nhằm nhò gì, không những cụ con thông minh nhá, giỏi giang, cụ con còn rất khỏe, khỏe lắm. Cụ con định cưới một lúc 10 bà vợ lẽ. Mày làm gì thế? Hả? Lấy thêm 10 bà vợ lẽ? Cả con gái ông nữa là 11. Là 11? Thế sao cụ bảo là chỉ lấy mình con thắm là thôi, thì lấy như thế thì lấy tiền của nó mà chia. Ôi trời ơi, của nả cái gì? Còn bà Lý ở nhà đây kìa. Này, muốn lấy được của nả phải bước qua xác bà Lý nhá, mỡ đây mà hút. Bà Lý vẫn còn sống à? Ơ, sống sờ sờ, sống nhặng rằng cái gì mình. Mày biến ra kia ngay, mày dạ. Cứu ngay. Ôi trời, tao giết chết mày à? Tao mất dậy này. Bố ơi, bố đừng có tin cái thằng này mới dậy làm. Nó ở với con bao năm con biết mà. Này, chỉ vì sáng nay nha, nó xin con có 2 hào con không cho nó. Thế mà bây giờ nó đến đây nó toàn nói xấu con, nó dựng chuyện lên đấy. Bố cứ yên tâm, em thắm về nhà con đâu khác xưa đấy. Con sẽ chiều chuộng em thắm hết cỡ. Con nói vậy thì bố tin con. Anh Nô. Ôi giời, cô Thắm à? Có gì, anh giúp tôi với nhá. Anh mà không giúp tôi, thầy tôi bắt tôi lấy cụ Lý, chắc tôi chết mất. Tôi biết rồi, anh Hồng anh cũng nhờ tôi rồi. Thôi, cô cứ đi vào đi, để tôi nghĩ cách cho, nhá. Có gì, anh giúp tôi với nhá. Biết rồi. Cụ Lý ơi, con không biết tại sao mà bà đi đến tận đây, con đang đứng ở cổng kia kìa. Tôi bỏ mẹ rồi, ra sao mà bà ấy biết? Thế con có nói đâu, không biết được cái gì liền. Mày đưa tao đi trốn ở đâu? Đi. Từ đã. Thôi, cô bảo cho tôi. Đi trốn. Đi, cô đi trước đi. Này, trong môn của cụ Lý là ăn không được thì đạp đổ nhá. Ôi dồi, đây đấy, vợ thì còn sống sờ sờ, thế mà bảo là vợ chết, đúng là đồ thất đức. Ôi dồi, cũng may mà thằng Nô nói thật, không thì con gái tôi mà làm vợ cụ Lý này có mà nhục khổ cả đời. Ôi dồi, lao lên.
ông đâu rồi? Ông đi ngủ trong luôn à? Đây. Khổ quá. Có ngay đây, không được cái rục rối cả lên. Này nhà có hai cái thằng ở đấy, đi vắng hết cả hai. Làm khổ mình không biết. Rồi ơi, việc này mà cũng cần đến mấy cái thằng ở à? Có mỗi việc lấy nước ấm rửa chân mà vợ mà cũng không làm cho nên nồn. Đi làm cái gì à lão Lý? Thì thôi mình, tôi ra muộn một tí mà làm sao đâu. Đây có nước cho mình rồi. Nào đưa đây tôi rửa chân con. Kêu hết cả lên. Ôi trời ơi, ơi trời ơi. Ông định giết tôi à? Người nước nóng như thế này mà ông định cho chân tôi vào. Ông định giết tôi để đâu? Ông đi lấy con khác cái gì? Đâu, ai có ý định đấy đâu. Mình cứ nghĩ gì thì oan cho tôi. Mình dục quá thành ra tôi chưa kịp pha nước lạnh. Một đứa nào đây? Dạ. Mẹ mà đây. Ôi trời, mẹ. Hai đứa đang làm cái gì đấy hả? Dạ mẹ, mẹ. Dạ con chào mẹ ạ. Dạ, con đang lấy nước để chuẩn bị gội đầu cho chồng con mẹ. À đúng, đúng rồi đấy. Mời mẹ vào uống nước. Mời mẹ vào uống nước ạ. Bê ngay cái chồng nước vào kia. Bê ngay vào kia, lấy nước ra để cho mẹ uống. Mẹ ngồi xuống đây. Riêng nó là phải mắng, phải dạy mẹ, khổ lắm. Đây đây, ngồi đây. Đấy. Mẹ sang mà chả nói với chúng con một câu để chúng con trở tay à, để chúng con chuẩn bị. Dạ vâng ạ. Anh chị bận. Dạ. Tôi không dám nói. Dạ. Để tôi sang xem anh chị chiều nhau như thế nào. Dạ. Dạ. Mẹ ơi, con mời mẹ uống nước mẹ. Đấy. Đấy, mẹ hỏi thì nói đi. Chiều nhau như thế nào? À, vợ con cũng chiều con lắm ạ. Đấy, hàng ngày là mẹ cứ bắt con gội đầu, rửa nước chân. Lên. Dạ vâng. Dạ. Mời mẹ uống nước cho nó mát ạ. Dạ. Mẹ cứ yên tâm là chúng con sống rất là hạnh phúc. Ôi đấy. Ôi giời ơi, mát à. Nóng quá, nóng quá. Chị ở với tôi bao nhiêu năm mà chị không biết à? Chị cho tôi uống nước nóng thế này để tôi lại ho thêm à? Thấy chưa? Thấy mẹ ho thưa mà cứ đứng đục ra đấy. Vào tìm cái nước khác để cho mẹ uống đi. Mẹ ơi, thêm mẹ uống nước gì ạ? À? Hay là con pha nước gừng cho mẹ nhá? Rồi ơi, sao đời tôi lại vô phúc đến thế không biết? Con dâu đối xử với tôi như thế đấy. Ở với tôi mấy năm mà không biết tôi uống cái gì, tôi ăn cái gì. Thôi bây giờ chuyển chủ đề đi. Dạ, mẹ ơi, thế là mình chuyển chủ đề gì đấy ạ? Về ăn uống. Uống rồi, bây giờ về thì... ăn. Vâng. Bây giờ thế này này, bụng dạ tôi rất tốt, ăn gì cũng được. Dạ. Mẹ ơi, cả nhà mình ăn bún cá nhá. Hả? Bún cá mẹ. Bún cá dạ. Ngon đấy. Vâng. Thế cô không biết 3 năm về trước cô làm tôi hóc, phải đến nhà ông đang ông chữa mẹo à? Hay là cô muốn tôi chết? Dạ. Để mấy lần bốc bộ không xong. Dạ mẹ ơi, con không có ý đó đúng đâu ạ. Dạ. Không có ý đó cả. Nhưng mà điên lắm mẹ ạ. Và đưa cái gậy đây. Điên thật đấy. Bây giờ mẹ nhắc tôi nhớ ra là chuyện 3 năm trước. Đấy, cho bà ăn cá. Đấy. Rồi để bà hóc. May mà bà không đi. Đấy. Bà mà đi là tôi mang tiếng hết cả cái làng này. Bây giờ này nhá. Dạ. Đi vào trong nhà. Hôm nay nhá. Riêng nhá, tôi không cho bà nhử đòn nhá, tôi không làm người luôn. Đúng, bởi vì sao mẹ tôi ăn cái gì còn không biết. Đấy, cho ăn cá này còn định cho bà ấy là gọi là hóc. Đấy, cho ăn hóc. Thì bây giờ cho bà ăn món gì? Thôi, mình ơi, em biết lỗi rồi. Em biết lỗi bây giờ nhá, biết lỗi rồi. Em sai rồi, em chịu. Ai vừa đánh vào cái gì đấy? Không muốn nó đốt con. Ai vừa đánh vào cái gì? Bây giờ cho ăn gì? Nói mẹ một câu đi. Không tôi đánh luôn đấy. Dạ. Mẹ ơi, không bún cá thì bây giờ con ra chợ, con mua ít sườn về nấu canh sườn cho mẹ. Ôi được với mẹ, được. Cá? Sườn? Dạ sườn mẹ. Con giết tôi à? Cứ dại như thế này, răng tôi nó yếu nó giòn. Thế cô tôi ăn sườn để cả cái hàm răng nó nuốt vào bụng thì làm sao? Đúng rồi. Phải biết là mẹ răng yếu như thế nào. Bây giờ mà nuốt cả hàm răng vào trong bụng thì cái gì đấy? Con bảo là bây giờ nuốt cả hàm răng vào trong bụng là kêu đúng như thế luôn ạ. Đấy. Đấy là như thế có được không? Dạ. Bây giờ này nhá, tôi cho cô nghĩ ra, bịa ra một món cuối cùng mà không đúng ý mẹ, tôi vang cô luôn tại đây. Đúng. Tôi không có thể. Đúng. Dạ. Hay là món... À, mẹ ơi, hay mình ăn tôm hùm mẹ nhá. À đúng. Cái gì? Tôm hùm. Hai chán. Ngon mẹ. Tôm hùm á? Vâng, dạ. Tôm sao hùm cô thâm thế? Ôi trời, cái gì? Tôi già rồi, tôi đau đùi gối. Bây giờ cô cho tôi ăn tôm hùm để tôi đau đùi gối, để tôi chết à? Đúng rồi. Tôm hùm nó là chùm của đau khớp đấy.
Thế mà bây giờ mua tôm hùm về cho mẹ tôi ăn à? Nghĩ như thế nào? Định giết bà ấy phải không? Hại tôi à? Định hại hả? Con dạy vợ thế nào? Mẹ đau chân như thế này mà nó lại cho mẹ ăn tôm hùm là thế nào hả? Dạ vâng, thôi mẹ bớt nóng lên. Thôi thì vợ dạy thì sai chịu, có gì con sẽ đưa vợ con vào kia, còn chị thì bây giờ dạy đi. Cái gì đấy? Dạ, mũi nó cứ đốt khổ quá. Dạ vâng, thì xin phép mẹ con đưa vợ con vào nhé. Riêng nhá, hôm nay có mẹ ở đây nhá, con hứa luôn, nếu con không trừng trị con này, con không làm người luôn nhá. Em biết sai rồi. Vào trong kia. Ô lao biểu để con ta không chỉ đó. Đây. Lý tưởng phải dạy vợ như thế chứ nhỉ. Hư lắm, con này hư lắm. Đánh. Đi vào đây. Riêng hôm nay này nhá. Riêng hôm nay không đập cho cô một trận nhá, tôi không làm người luôn. Hả? Hả? Mẹ chồng sang thì là mắt tớn lên, không thèm mang nước ra mở nhà. Thế chứ, phải dạy như thế chứ. Thế mới không hổ danh là con trai của mẹ. Lý Trường phải như thế mới oai chứ. Cho ông trận, đối xử mẹ chồng thế mà. Nghe tôi, nghe chưa? Đừng có cái kiểu cãi hết vớ cái vẩn nhá. Là tôi đập cho không chừa một cái gậy nào đâu. Chưa, để im chờ tôi nói. Mẹ ông đi rồi. Này chết xong rồi. Ơi nào. Đấy, phải dạy vợ như thế. Chứ lại Lý Trường gì mà nhũ nhược. Ngồi đấy. Tôi đi chợ. Lát về tôi tính cậu nhé. Mẹ ơi, con đau quá mẹ ơi. Mẹ ơi, con đau quá mẹ ơi. Ôi mẹ ơi. Mẹ ơi. Mẹ ơi, anh ấy đánh con đau quá mẹ ơi, con khổ quá. Con xin phép mẹ con đi chợ. Đấy mẹ thấy không, đêm hôm như này anh còn bắt con đi chợ. Thì con xin phép mẹ con đi chợ nhá. Ơ cái con này, mày đã hỏi mẹ ăn gì chưa mà mày đi chợ? Mày biết mẹ ăn gì? Dạ thì hôm nay mẹ ăn gì để con mua ạ? Thôi mẹ thương, ăn gì cũng được. Mẹ dễ tính mà. Con xin phép mẹ ạ. Không dạy thì không ngoan như thế được nhá. Ra đây. Sao? Đánh nó vào đâu? Ôi dồi ôi. Sao đây? Dạ, không sao mẹ. Đấy, mẹ thấy không? Hôm nay mẹ sang ấy, mẹ chứng kiến ấy, con dạy con mà con đâu ra đây luôn. Con dạy con đánh luôn ở trong nhà đấy, kêu oai oái luôn. Con ơi, làm mắt con làm sao thế? Mắt làm sao đâu? Đấy. Làm sao đâu? Nó đi đi chưa mẹ? Nó đi rồi. Đi chờ. Nó đi rồi. Nó đi rồi. Bây giờ con mới nói thật luôn. Sao? Nó đánh con đi. Ôi trời ơi. Sao con lại để nó đánh con? Con là đây này, con dùng hết cả nắm đấm, con dùng hết sức bình sinh để con tán nó. Con tán thế nào trượt nó lại vào đúng mắt con. Con ơi, con hậu động quá. Thầy ông để đập lưng ông thế hả con? Thế nào con này để đánh không bắt con thì con ra cái gì nữa hả con? Ôi trời, mẹ thương con quá. Nào Lý, vào đây. Cái cạnh bàn này nó chắc quá. Quỳ xuống. Ở đây, sao lại quỳ? Tôi thích. Thôi này, mình ơi, tôi xin mình đấy. Nhẹ tay với tôi một tí thôi. Hôm nay mẹ sang thì chẳng qua tôi muốn oai, tôi diễn thế thôi chứ. Thật tình là tôi cũng không tệ với mình thế đâu. Chứ mình làm cái này khổ tôi lắm. Nhá. Hôm nay nhá, ngồi đấy mà quạt cho tôi. Đây. Đây. Quạt đi, đấm lưng này. Đây. Quạt đi đấm. Đấm lưng đi. Đây. Mạnh vào. Đây, yên tâm. Đây. Ông đấm cái gì ấy? À, đây. Thôi mà bỏ đi. Lâu lắm rồi không nộp thuế nhỉ? Hay đi lên trên kia nộp thuế cái nhá. Cho tôi ngồi đây tôi quạt đến trưa mai được. Chứ đừng bắt tôi nộp thuế, nói thật sự là.
độ này yếu quá. Đấy, trời, bây giờ nộp thuế nó thất thu khổ lắm. Rượu mời không muốn uống, lại ông lại muốn uống rượu phạt cả lão Lý.